Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến với các bạn về loại trái cây từ lâu được công nhận là loại quả vàng của nền nông nghiệp nước ta. Vâng, đó chính là chôm chôm. Đây chôm chôm nhà mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cùng với mình đi thu hoạch cây chôm chôm. Chỉ một cây duy nhất thôi. Cây này nó khoảng 20 năm tuổi rồi á. Rất là cao to. Mình chỉ quay được những cái nhánh nào mà ở dưới thấp hoặc là cao hơn mình tí là mình quay được hả? Đây là cái ao nhỏ ở cạnh chôm chôm nhà mình. Có cá sặc và ốc rất là nhiều. Và nó nước cũng hơi cạn nữa. Không đặt lờ được mà cũng không giăng lưới được. Cá sặc nhiều lắm. Nó đang đục ổ, đang nhảy nhót dưới đây nè. Mình chỉ đứng trên bờ mà ngắm mấy em đó tung tăng bay nhảy thôi. Chứ mình không có bắt được. Chủ yếu chính là mình đi bẻ chôm chôm mà. Đây. Đây các bạn xem ha. Chôm chôm chín đỏ luôn. Trong cái quả chôm chôm á các bạn, có thành phần vitamin C, nó có thể giúp cho làn da của chị em phụ nữ của mình cũng được cải thiện, mịn màng và da ngày càng sáng hơn, thậm chí là giúp ngăn ngừa nếp nhăn nữa. Rồi khi mà ăn chôm chôm á, chôm chôm có tính kháng khuẩn, cho nên khi ăn chôm chôm sẽ giúp cho tất cả mọi người á được cải thiện sức khỏe về da đầu và tóc, giảm cảm giác ngứa da đầu nè, thậm chí ngăn ngừa gào trở lại nữa. Đây một loại trái cây mà thời điểm này chắc có lẽ là ở đâu đó cũng có rất là nhiều. Đây là mùa chôm chôm, cho nên giá của chôm chôm thời điểm này nó cũng tương đối rẻ. Nhà mình chỉ có một cây duy nhất thôi và hôm nay là nó chín đỏ hết rồi. Mình giới thiệu đến các bạn về tác dụng của chôm chôm và cùng mình đi thu hoạch chôm chôm. Đây và là kết quả chôm chôm sau khi mình thu hái đây. Chắc cỡ 20-30 kg đó các bạn ơi. Một đống to đùng như thế này. Ăn sao hết. Ăn hết đống này xong nó chắc bị nóng trong người luôn á. Mặc dù nó có tác dụng tốt nhưng mà mình ăn cũng vừa vừa. Cũng cân bằng tí xíu chứ đừng ăn nhiều quá nó dẫn đến viêm họng. Tại nó có chất đường trong đó nữa mà. Chôm chôm này là không có xịt phân hay là thuốc gì hết. Mình để tự nhiên. Nó rất là giòn và dễ chóc. Để mình thử các bạn xem ha. Rất tuyệt vời luôn bạn. Cái lớp vỏ chôm chôm ở ngoài đó các bạn, nó cũng có chứa thành phần flavonoid, nên nó cũng có khả năng là ngăn ngừa ung thư nữa. Đây là hoạt chất mà có thể ngăn ngừa các cái hoạt động của các gốc tự do, làm tổn thương các tế bào và dẫn đến ung thư. Quá nhiều chôm chôm luôn. Ở đây mình chỉ nêu vài cái tác dụng sơ sơ của chôm chôm thôi. Chủ yếu là hôm nay mình đi thu hoạch chôm chôm mà. Thời điểm này chôm chôm nhiều lắm. Mình xem mà mình còn không chịu nổi nữa đây. Khi mà các bạn mua chôm chôm á, mà muốn màu chôm chôm ngon á, thì các bạn chọn mua chôm chôm ấn mạnh vào cái quả để mà kiểm tra về cái chất lượng của trái chôm chôm. Nếu mà cái vỏ nó cứng và không nhận thấy bị mỏm hay là ra nước bên ngoài thì có một cái khả năng là quả chôm chôm nó rất là ngon. Đây chôm chôm này là ngon dữ luôn á, mình mới bẻ luôn. Chắc có lẽ là mình kết thúc video ở đây á. Chúc các bạn xem video thật là vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và tạm biệt các bạn.